Những tiết lộ của thiên đàng về các sự kiện thế giới trong tương lai. Trong buổi hội thảo với các thành viên đội ngũ truyền hình vô tình sự vào Chủ nhật, ngày 19 tháng 2 năm 2023, Ngài Thanh Hải Vô Tình Sư Thuần Chai kính yêu nhất đang cần hỏi thăm sức khỏe của đội ngũ, đồng thời Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành về những lời chúc mừng nhân Ngài Thanh Hải Vô Tình Sư được kỷ niệm hàng năm vào ngày 22 tháng 2 do các hảo viên chúng tôi tự thụ hình. Ngoài ra, Sư Phụ đã chia sẻ một tin cập nhật quan trọng liên quan đến nghiệp và tương lai thế giới. Kính chào Sư Phụ. Chào, chào, quý vị khỏe không? Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Dạ, Sư Phụ, mọi chuyện đều ổn ạ. Ồ, tôi mừng. Tôi mừng khi nghe như vậy. Tôi vừa xem một số lời chúc mừng Ngài Thanh Hải của anh chị em đồng tu quý vị từ khắp nơi trên thế giới. Và tôi rất xúc động. Những lời chúc chân thành, khao khát về nhà và lòng biết ơn về phước lành và ân điển của Thượng Đế. Thật sự khiến tôi rơi lệ. Ôi. Và trong tâm tôi rất cảm động, rất vui là có những người gọi là đệ tử tốt như vậy. Ý tôi là các đệ tử của Thượng Đế. Dạ hiểu thưa Sư Phụ, rằng họ rất biết ơn, họ cải thiện và họ tiến bộ rất tốt, rằng đẳng cấp tâm linh của họ đã không ngừng đi lên suốt những năm qua. Và tôi rất vui vì bây giờ tôi không luôn luôn có thời gian để nghĩ về những điều như thế, bởi vì tôi biết họ đang tiến bộ, tất cả họ, ý tôi là hết họ, chỉ là tôi không có thời gian để kiểm tra từng người một. Khi nhìn thấy họ trên màn hình, nói cảm ơn Ngài và thể hiện tình thương và niềm hạnh phúc của họ như thế, thật sự khiến tôi rất vui. Chúng con rất vui vì Sư Phụ vui á. Quý vị biết gì không? Những lời yêu thương được nói chân thành luôn làm cho người ta cảm động và thăng hoa họ lên một tâm thức cao hơn và làm mối quan hệ tốt hơn. Dạ, thưa Sư Phụ. Và tăng cường sự kết nối trong trái tim và linh hồn quý vị. Vì vậy, tôi cũng hy vọng là mọi người trên thế giới sẽ luôn nói bằng loại ngôn ngữ này, với loại tình thương, quan tâm và biết ơn chân thành này cho mọi thứ họ có, cho mọi điều tốt đẹp đang đến với họ. Dạ, thưa Sư Phụ. Và mỗi người có thể sẽ cảm thấy tốt hơn rất rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày, cũng như trong sự kết nối tâm linh với đấng thiêng liêng bên trong họ. Dạ, thưa Sư Phụ. Dù đó chỉ là ngôn ngữ trần gian bình thường, nhưng nếu được nói bằng sự chân thành và sức mạnh của tình thương, sự khao khát và câu thông như vậy, thì nó sẽ giúp ích cho mọi người, sẽ thăng hoa họ, ít ra là tạm thời, và khiến họ khao khát tìm kiếm điều gì đó còn hơn thế nữa. Dạ hiểu thưa Sư Phụ. Tôi cảm ơn tất cả các anh, chị em đồng tu quý vị đã gửi đến tôi lời chúc dễ thương như thế nhân Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng như tôi đã bảo quý vị từ lâu, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư không phải là của tôi, đó là Ngài của lòng bác ái, Ngài của sự thiện lành, Ngài của sự kết nối với nhau trong tình huynh đệ của nhân loại. Và đôi khi, tôi thấy các anh chị em đồng tu quý vị ra khỏi nhà để mang tình thương, sự an ủi, ấm áp và hành động quan tâm đến những người khác kém may mắn trên đường phố hoặc cho người thân động vật, mà thậm chí còn kém may mắn hơn, để mang lại cho họ một chút an ủi, dù chỉ vật chất nhưng đầy tình thương. Điều đó luôn làm tôi vui và sẽ làm hài lòng thiên đàng và Thượng Đế. Dĩ nhiên. Dạ, thưa Sư Phụ. Dạ hiểu, thưa Sư Phụ. Điều đó khiến tôi cảm thấy như rất nhiều giáo lý của các vị minh sư quá khứ, hiện tại và vị lai sẽ không vô ích, rằng mọi người vẫn nhớ đến
phẩm chất thánh thiện bên trong họ. Và tôi vui lắm. Mỗi lần nhìn thấy mọi người đối xử tử tế với nhau hoặc tử tế với người thân động vật, tôi luôn vui, rất vui và biết ơn trong lòng. Tôi cầu nguyện tất cả mọi người trên thế giới đều cư xử như vậy, không chỉ trong nhóm của chúng ta hoặc những nhóm người tu hành, mà ở mọi nơi, khắp nơi. Dạ, điều đó sẽ thăng hoa linh hồn họ, thăng hoa địa cầu và sẽ mang hạnh phúc đến cho nhau trên thế giới, cũng như mang niềm vui cho thiên đàng và cả Thượng Đế nữa. Khi thấy thế giới hòa hợp, bình an, trong tình thương yêu nhân ái, cũng như lòng biết ơn đối với Đấng Tối Cao. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả quý vị, không chỉ riêng quý vị. Đội ngũ luôn sẵn sàng với thiết bị để nghe tôi nói chuyện hoặc truyền đạt, mà còn cảm ơn rất nhiều người trợ giúp khác trong những năm qua đã giúp tôi bằng nhiều cách khác nhau để công việc của tôi suôn sẻ hơn, tốt hơn và dễ dàng hơn cho tôi. Dạ, thưa sư phụ. Được rồi, tốt, tất cả quý vị vẫn còn ở đó chứ? Dạ, thưa sư phụ, chúng con còn đây. Trước đó có một số vấn đề. Không phải luôn là vì tôi quên bật điện cho Internet. Chỉ là đôi khi Internet không hoạt động. Dạ, thưa sư phụ, dạ, hiểu. Cả điện thoại cũng không hoạt động. Đó là do nghiệp bão mặt trời, do bất cứ gì. Dạ, hiểu. Dù sao, có một điều mà tôi được thông báo, cập nhật về ngày tận thế và nghiệp thế giới. Nhưng tôi không biết có nên nói về điều đó hay không. Và rồi bất cứ khi nào tôi muốn nói về điều đó thì lại có vấn đề. Giống như chúng ta vừa bị bây giờ, hai lần. Ồ, dạ hiểu, thưa sư phụ. Hẳn là rất nhiều nghiệp. Thiên đàng không muốn tôi nói về điều đó. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ nói vì tôi muốn bảo mọi người chuẩn bị. Ai muốn nghe thì nghe. Xin cảm ơn sư phụ. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Đây chỉ là để bảo tất cả quý vị, các đệ tử, bởi vì người bên ngoài tôi không biết có bao nhiêu người nghe tôi nói, nhưng đệ tử họ nên biết để chuẩn bị. Dạ, thưa sư phụ. Bởi vì điều này rất quan trọng và rất nghiêm trọng. Nên bây giờ, trước khi tôi bắt đầu, tôi yêu cầu mọi người hãy cầu nguyện rằng tôi nhầm, rằng tôi đã nghe không đúng, rằng mọi thứ đều sai, để điều đó sẽ không xảy ra. Cho dù cả thế giới chế giễu tôi, hoặc nói rằng tôi bịa chuyện, sao cũng được, tôi chẳng màng, miễn là nó sai. Tôi rất muốn là nó sai. Nhưng ý tôi muốn nói là thiên đàng và lực lượng khẳng định vẫn đang chiến đấu để giúp nhân loại bằng mọi cách có thể để cứu càng nhiều sinh mạng càng tốt, con người và động vật và tất cả chúng sinh trên địa cầu. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Dạ, thưa sư phụ. Nhưng có thể chúng ta sẽ thất bại. Có thể là vậy. Ôi, tôi rất xin lỗi và xấu hổ là tôi có thể thất bại. Nhưng nghiệp quá lớn và hiện nay họ đang tạo ngày càng nhiều nghiệp với chiến tranh, với sự đe dọa và phung phí tất cả số tiền quý báu của người nộp thuế để chế tạo vũ khí. Ý tôi là vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chứ không chỉ vũ khí thường như súng trường hay là súng máy. Dạ, thưa sư phụ, đó là vũ khí thậm chí có thể hủy diệt toàn bộ châu Âu. Như tên lửa chẳng hạn, nó có thể được triển khai ở bất cứ đâu. Toàn bộ châu Âu hoặc toàn bộ châu Mỹ. Dạ, thưa sư phụ, những thứ như vậy gây ra nghiệp rất lớn, rất lớn. Khổng lồ mà rất, rất khó và hầu như không thể nào xóa bỏ nếu nó xảy ra. Dạ, thưa sư phụ. Và thậm chí, chỉ cần nghĩ đến những thứ vũ khí này, muốn hủy diệt nhân loại bằng những loại vũ khí này, thì đã tạo nghiệp khổng lồ rồi. Dạ, thưa sư phụ. Giờ đây, nhân loại điên loạn rồi. Thậm chí, chỉ cần nghe một lãnh đạo điên loạn, bị quỷ ám của một quốc gia thôi, cũng đủ gây ra sự tàn phá cho cả thế giới rồi. Như quý vị thấy, với cuộc chiến mà Điện Kremlin Nga đã gây ra. Dạ, thưa sư phụ. Hàng trăm ngàn người vô tội
đã chết như thế rồi, kể cả phụ nữ, trẻ em, người già và người thân động vật, và cản trở, gây rắc rối cho sự phân phối lương thực, trồng trọt, thu hoạch vụ mùa và đủ thứ, và rồi nền kinh tế cũng đi xuống theo. Khí đốt, ga và điện, mọi thứ. Dạ, thưa sư phụ, nó không chỉ cướp đi sinh mạng, mà còn là sự ảnh hưởng phủ định khổng lồ, khủng khiếp đối với cuộc sống của mọi người trên địa cầu. Thật đáng sợ. Nga xâm lược Ukraine trước rạng đông, ngày 24 tháng 2 năm 2022. Điều này xảy ra sau khi Tổng thống Vladimir Putin dành nhiều tháng để tăng cường quân đội dọc theo biên giới. Cuộc tấn công vô cớ đã gây ra dòng người tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Hơn 8 triệu người Ukraine đã chạy trốn cuộc chiến, hàng chục ngàn người đã chết hoặc bị thương trong sự tàn bạo không tả xiết của Nga. Nhưng tác động của chiến tranh vượt trên thảm họa của con người. Cuộc chiến giữa hai nước sản xuất lương thực lớn nhất thế giới đã cản trở xuất cảng từ khu vực này. Cả hai nước Nga và Ukraine đã từng chiếm 1/4 thương mại lúa mì toàn cầu và 1/2 hạt và dầu hướng dương. Giá cả trên khắp thế giới tăng vọt, mặc dù sau đó giá cả đã giảm xuống lại. Xung đột cũng gây ra cuộc khủng hoảng năng lượng lớn nhất ở châu Âu so với nhiều thập kỷ qua, nhất là ở Đức, buộc các quốc gia phải cắt giảm sự phụ thuộc vào xuất cảng của Nga. Trước chiến tranh, hơn 40% lượng khí đốt tự nhiên nhập cảng của EU là đến từ Nga, và hơn 1/4 lượng dầu hỏa nhập cảng không còn nữa. Giá cả tăng vọt là đòn bẩy thúc đẩy lạm phát nhanh nhất trong lịch sử của đồng euro. Buộc ECB, nghĩa là Ngân hàng Trung ương châu Âu, phải thực hiện một loạt tăng lãi suất mạnh tay nhất từ trước đến nay. Một năm sau, cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, mặc dù Ukraine đã có những bước tiến đẩy lùi quân đội Nga, sử dụng các vũ khí hầu hết do Hoa Kỳ và châu Âu cung cấp, sẽ cần hàng trăm tỷ đô la để một ngày nào đó tái thiết quốc gia này. Điều gì xảy ra tiếp theo phần lớn phụ thuộc vào các động thái của Nga, sự hỗ trợ của phương Tây và quyết tâm của người Ukraine. Dưới sự lãnh đạo của một vị tổng thống mà tên ông đã trở nên quen thuộc trên toàn thế giới. Nên bây giờ, đó là lý do mà tôi nói là giáo chủ nghiệp quả không khoan dung. Ngay cả thiên đàng cũng đồng ý rằng con người không đáng được khoan dung chút nào nữa. Đó là điểm chính. Ôi chao. Rồi giờ tôi sẽ cho quý vị biết những thông tin cập nhật. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn ngài. Như tôi đã nói, hy vọng là tôi sai. Hy vọng là tôi nghe không đúng. Nhưng tôi đã viết tất cả xuống một mảnh giấy nhỏ. Bây giờ có nhớ lần trước, chúng ta nói về năm 2027. Dạ nhớ, thưa sư phụ. Khi một người có viễn ảnh cho thấy cả thế giới trống trơn ở mọi nơi, không có nhân loại, người thân động vật hoặc bất cứ hoạt động nào, nhớ điều đó không? Dạ nhớ à. Hiện tượng này, sự kiện phủ định này, sự kiện khủng khiếp này sẽ bắt đầu từ tháng 11 năm 2027 trở đi, suốt cho đến tháng 11 năm 2031. Ôi không, ôi Chúa ơi, ôi trời ơi. Tôi đã viết ở đây, điều đó sẽ xóa sạch nhân loại. Chúa ơi, ôi trời. Nên người trên thế giới sẽ chết 72%. Ôi trời, trời ơi, ôi trời ơi, khủng khiếp quá. Nhưng thiên đàng nói với tôi, ngài và đồng tu sẽ sống sót rất lâu. Ôi, tôi vừa đọc cho quý vị nghe y như những gì tôi đã ghi lại. Dạ, thưa sư phụ. Và có lẽ tôi giải thích một số điều hoặc có lẽ không. Được rồi, tôi sẽ đọc tiếp. Dạ, thưa sư phụ. Ma quỷ hung hăng và tất cả những quỷ dữ đặc biệt đều bị nghiệp buộc phải giết người trên thế giới. Tôi viết những điều thiên đàng nói với tôi. Tất cả đây đều là trong dấu ngoặc kép bởi vì không phải lời của tôi. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Tôi viết tiếp tục. Bắt đầu từ năm 2027 và cho đến 4 năm sau, tới tháng 11 năm 2031, khoảng thời gian 4 năm này là để xóa sạch toàn bộ nhân loại và dĩ nhiên cả người thân động vật nữa. Chào ơi, ơi khủng khiếp quá. Và từ năm 2027, truyền hình Vô Thượng Sư sẽ không còn. Chào ơi. Có lẽ chúng ta không thể làm việc được nữa vì không có liên lạc,
Vì không có Internet, vì tất cả những hệ thống này sẽ bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Ôi, chúng con rất buồn khi nghe, thưa sư phụ. Tôi không có thời giờ để đi sâu vào chi tiết. Tất cả những điều này đã ảnh hưởng nặng nề đến tâm tôi rồi. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Nhưng giữa chừng tôi cũng hỏi thiên đàng. Vậy quý vị nói rằng tôi và đồng tu sẽ tiếp tục sống. Nhưng sống để làm gì? Nếu ai cũng chết, thì chúng tôi sống để làm gì? Và sống bằng cái gì? Họ nói bất cứ thứ gì, lương thực nào còn lại trên cánh đồng, đều có thể ăn được. Ôi! Đó là lời họ nói, và sau đó tôi nói, quý vị có thể cho tôi biết con số cụ thể được không? Tôi sẽ đọc y như bất cứ gì tôi đã viết thôi. Dạ hiểu, dạ vâng, thưa sư phụ. Có thể không được mạch lạc, nhưng tôi đã viết trước đó, tôi quên. Ví dụ ở Ấn Độ, tôi hỏi thiên đàng có bao nhiêu người sống. Ví dụ ở Ấn Độ, có rất nhiều người thọ tâm ấn, không chỉ nhóm chúng ta, mà từ các nhóm khác nữa. Như từ Bi, nghĩa là Radha Swami Satsang. Dạ, thưa sư phụ. Cho nên ở Ấn Độ sẽ có 1.223.141 người thọ tâm ấn sống sót. Ôi, chào ơi. Đó có thể là năm 2027, và sau đó chẳng hạn ở Vương quốc Anh năm 2027 còn lại 42% dân số. Ôi trời ơi. Nhưng năm 2031 ở Vương quốc Anh sẽ là zero. Ôi trời ơi. Ngoại trừ đồng tu, tôi hỏi còn các đệ tử của tôi thì sao? Họ nói ở Vương quốc Anh sẽ có tổng số 140 đệ tử sẽ sống sót. Cha, và tôi hỏi còn EU, Liên minh châu Âu thì sao? Họ nói với tôi còn lại 0%, zero. Trời ơi, điều này quá kinh hoàng, quá sửng sốt ạ. Để tôi đọc, ở EU sẽ có tổng cộng 300 người đồng tu còn lại. Ở Đài Loan, Formosa, còn lại 9.321 người, kể cả đồng tu, tôi đoán vậy, hoặc có thể chỉ đồng tu. Cuộc đàm thoại diễn ra rất nhanh. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Tôi phải ghi lại và không có thời giờ để hỏi thêm. Vương quốc Anh vào năm 2031, tôi đã nói chưa? Xóa sổ còn lại bao nhiêu? Tôi hỏi còn lại bao nhiêu? Họ nói không còn ai. Còn các đệ tử thì sao? Họ nói sống sót, một số sống sót. Tôi nói tại sao? Cho dù là bom nguyên tử chẳng hạn, hay bất cứ gì phát nổ, thì tại sao mọi người lại chết hết như thế? Thì thiên đàng nói với tôi, ma quỷ hung hăng và những quỷ dữ khác sẽ khiến mọi người chết ngạt bằng chất độc từ nghiệp quả. Nên con người sẽ chỉ biến mất thôi. Ôi không, ôi trời ơi. Tôi không có cơ hội để hỏi là loại chất độc nghiệp quả gì. Tôi tiếp tục hỏi, nhưng sau đó họ không trả lời tôi nữa. Dạ, thưa sư phụ. Trang tiếp theo, nếu tôi có ở đây. Đây là một chuyện khác. Đôi điều về vua Chenet III. Tôi không muốn nói về điều này. Dạ, thưa sư phụ. Dạ, vâng ạ. Không tiện về cuộc đời của ông ấy. Điều gì đó ở đây. Thế chiến sẽ bắt đầu vào cuối năm. Ôi trời ơi! Sẽ là như vậy đó. Chúng con hy vọng sẽ không xảy ra. Thế giới không còn người vào năm 2047. Chào ơi! Quá kinh hoàng! Ngài và các đệ tử sẽ được bình an, vui vẻ và giải thoát vào năm 2047. Ôi chào! Tôi không biết mình sẽ vui vẻ thế nào, dù được giải thoát hay không. Rồi, vậy thôi. Một điều khác liên quan đến những thứ khác, nhân tiện thấy, tôi không muốn nói về điều này. Gia hiểu, thưa sư phụ. Liên quan đến hoàng gia, tôi không muốn nói. Thế thôi. Nhiều ít gì có thể thôi, tôi đã rút ngắn lại. Khi chúng ta nói chuyện trong hội thảo,
mất thời gian lâu hơn. Gia hiểu thưa sư phụ, tất cả đây không chỉ là lời thiền đàn nói mà còn có những câu hỏi của tôi trong cuộc nói chuyện mà tôi đã bỏ bớt vì muốn viết cho nhanh những điều thiền đàn nói, không phải những điều tôi hỏi. Dạ, con hiểu thưa sư phụ. Những điều thiền đàn nói đã đủ rõ ràng rồi, thậm chí không cần nghe câu hỏi của tôi. Tất cả câu trả lời đều ở đây rồi. Dạ hiểu, dạ vâng ạ. Và tôi muốn mọi người cầu nguyện rằng tôi đã nghe không đúng. Dạ, chúng con hy vọng vậy. Nhưng tôi không sai, tôi biết điều đó. Có điều là chúng ta vẫn đang đấu tranh, thương lượng với bên phủ định để đi đến một kết thúc tốt đẹp hơn. Nhưng đây là tất cả những gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi không thể thương lượng hoặc trao đổi gì đó. Dạ, thưa sư phụ, dạ hiểu, thưa sư phụ. Vì nghiệp quá lớn, bất cứ lúc nào, bất cứ cách nào, nghiệp luôn luôn quá lớn đối với bất kỳ vị minh sư nào để lo liệu một mình. Hầu hết, dù các ngài chết, các ngài hy sinh tột cùng vì lợi ích của tha nhân, các ngài chỉ cứu được đệ tử và một số người tin theo, hoặc thân nhân và bạn hữu của đệ tử, và tới tối đa 9 đời. Gia hiểu thế sư phụ, không ai có thể hóa giải toàn bộ nghiệp thế gian. Vì vậy, chúng ta sẽ luôn có chiến tranh, nạn đói, đại dịch này kia. Ngày nay có vẻ như nhiều hơn bao giờ hết, có nhiều bệnh truyền nhiễm khác nhau, và đại dịch ngày càng gây chết người hơn. Và không chỉ vậy, ngày nay, trên thế giới, có rất nhiều căn bệnh khác nhau, vẫn đang làm các khoa học gia và những người nghiên cứu y học bối rối. Dạ, thưa sư phụ, có động đất và bão ở khắp mọi nơi. Mới đây, một trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã làm thiệt mạng hơn 46.000 người rồi và vẫn còn nhiều người mất tích. Dạ, thưa sư phụ. Hơn 46.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất. Con số thiệt hại dự kiến sẽ tăng cao với khoảng 345.000 căn hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện được biết là đã bị phá hủy và nhiều người vẫn còn mất tích. Cả thế giới của Fatima đã biến mất. Vài người trong gia đình cô sống sót. Trong một mảnh đất hoang, trong một thành phố đổ nát, họ cố giữ ấm. Khi cô liệt kê những người đã chết, mẹ, cha, chị em, anh em, gia đình Suya, 13 người đã mất trong đống đổ nát, 10 đứa trẻ mồ côi. Chúng tôi đã nghe những chuyện về những người được kéo ra khỏi đống đổ nát nhưng lại chết vì lạnh. Fatima nói với tôi. AC cho chúng tôi xem nơi trú ẩn do chính phủ cung cấp mà cô ấy ở với 10 người khác. Họ không có nhà vệ sinh hoặc vòi tắm và với nỗi sợ bệnh tật ngày càng tăng. Chúng tôi không thể đối phó với một dịch bệnh bùng phát bây giờ. Những người sống sót rồi sẽ chết. Một nửa thành phố đã chết, cô nói. Thậm chí sau đó, New Zealand cũng vừa có một trận động đất. Quý vị đã nghe thấy, quý vị biết phải không? Dạ, thưa sư phụ. Nó sẽ không dừng ở đó đâu. Ồ, dạ hiểu, thưa sư phụ. Không phải chúng ta không tận tình giúp đỡ, nhưng nó phải xảy ra. Dạ, thưa sư phụ, dạ hiểu. Và lõi của địa cầu vừa ngừng quay. Cháu ơi. Và từ trường đã bị hư hại. Ôi, và bão mặt trời. Và một thiên thạch vừa lao vào địa cầu đâu đó ở Texas, nếu tôi nhớ không lầm. Ôi, vâng, thưa sư phụ. Và rất nhiều căn bệnh khác. Trước đây, cúm gia cầm không ảnh hưởng quá nhiều đến con người. Ngày nay, nó ảnh hưởng đến con người nhiều hơn bao giờ hết. Và virus này đang gây chiến với những người nuôi người thân gà để làm thức ăn. Dạ, thưa sư phụ, còn rất, rất nhiều điều khác mà tôi không thể nhớ nổi. Quý vị có thể thấy trên Internet, ngày nay, thế giới của chúng ta, khắp mọi nơi, đều giống như một chiến trường giết chóc. Dạ, sư phụ, giết cả trẻ em, người già và cả những người khỏe mạnh. Cho nên tôi nghĩ là tôi phải nói với mọi người điều này, mặc dù tôi đã do dự trong một thời gian lâu, rất lâu. Và dù tôi đã cố gắng nói trước đó, nó cứ gây rắc rối cho tôi. Giống như thiên đàng không muốn con người chuẩn bị. Nhưng tôi muốn họ biết, dù họ không tin tôi, thế ra họ cũng biết điều đó và họ có thể chọn chuẩn bị, sám hối hay không.
để càng nhiều người được cứu, càng tốt. Dạ, thưa sư phụ, xin cảm ơn sư phụ. Nhưng lòng tôi quá đau đớn và tôi không nghỉ ngơi yên được. Cứ trằn trọc trên giường. Bất cứ khi nào tôi cần nghỉ ngơi thì cũng không nghỉ ngơi được. Không cần uống trà hay là cà phê để giữ mình không ngủ. Ôi trời. Và cũng có quá nhiều việc, dạ hiểu, và rất nhiều trở ngại, như không có Internet, Internet có vấn đề, điện thoại hỏng, và đủ thứ mà một mình tôi phải giải quyết. Ôi cháu ơi, một mình tôi lo liệu mọi việc thật không dễ chút nào. Dạ hiểu thưa sư phụ, mọi thứ đều cần thời gian, ngay cả những chi tiết nhỏ. Nếu tôi có phòng nhỏ hoặc phòng lớn, thì tùy nơi tôi đi. Tôi không bật hết đèn, tôi chỉ sử dụng nơi cần dùng thôi. Dạ hiểu thưa sư phụ. Và tôi cũng sử dụng như đèn pin, năng lượng mặt trời. Dạ, bởi vì điện thoại tôi tắt nó. Bất cứ khi nào không sử dụng thì tôi tắt. Và tôi muốn ít ra nói với các đệ tử, những người đang lắng nghe rằng quý vị phải tiết kiệm bất cứ gì có thể, không phải chỉ vì tiền mà là nghiệp. Cũng để dành cho những người khác cần. Nếu chúng ta dùng quá nhiều, những người khác có thể không có khả năng bởi vì giá cả sẽ tăng nếu mọi thứ không đủ. Dạ, chúng con hiểu thưa sư phụ. Cho nên tôi tiết kiệm điện, không bật tất cả đèn ở những nơi không cần. Không phải vì tiết kiệm tiền, mà để người khác sử dụng, để chia sẻ. Dạ, thưa sư phụ. Để giá cả không quá cao và đẩy những người khác vào đau khổ, tuyệt vọng. Nhưng tôi muốn nói với quý vị, những người gọi là đệ tử, nếu quý vị còn tin tôi và nếu còn muốn sống, để lỡ quý vị muốn chọn sống hay sống sót, thì tiết kiệm bất cứ gì có thể. Có lẽ quý vị sẽ không chết, chúng ta có thể thắng. Bởi vì thiên đàng cũng nói với tôi trong một lần tôi thiền định, trong bóng tối ban đêm, đừng mất hy vọng cứu thế giới của Ngài. Tôi sẽ đưa một hình ảnh, thì quý vị có thể thấy chữ viết ngoạch ngoạc của tôi trong bóng tối. Tôi phải dùng bút và ngón tay kia để lần theo chữ viết của mình. Ôi chào. Nên nó không như một đường thẳng, bởi vì nếu tôi không dùng ngón tay kia của mình để lần theo, thì có lẽ tôi sẽ viết chữ này chồng lên chữ kia. Dạ, thưa sư phụ. Thì họ nói, đừng mất hy vọng cứu thế giới của Ngài. Và điều đó khiến tôi cảm thấy rất nhẹ nhõm hơn rất nhiều sau đó. Dạ, thưa sư phụ. Sau khi viết, tôi dán lên tường nơi làm việc. Tôi sẽ cho quý vị xem tấm hình về câu đó. Dạ, xin cảm ơn sư phụ. Đừng cười chữ viết của tôi. Dạ, không, thưa sư phụ, bởi vì nó được viết trong bóng tối đen như mực. Lúc đó không tìm thấy cái đèn nào. Và tôi không muốn ánh sáng cản trở linh ảnh liên tục của mình vì nhiều thứ khác nữa. Dạ, hiểu, dạ. Tôi muốn bảo những người gọi là đệ tử, nếu vị vẫn còn gọi tôi là sư phụ, xin hãy lắng nghe cho kỹ. Nếu vị muốn sống sót, hãy chuẩn bị nhiều thứ, như chuẩn bị đèn pin năng lượng mặt trời, bất cứ gì có thể sử dụng năng lượng mặt trời, và sau đó chuẩn bị thức ăn. Dạ, thưa sư phụ, ít ra có thể kéo dài được 2 tuần, hoặc vài tháng, hoặc hơn nếu có thể, những thứ mà sẽ không bị hư quá nhanh. Dạ. Và nếu quý vị đang dùng một số thức ăn vì sắp hết hạn, thì một cái mới để thay thế chúng trong tủ đựng thức ăn hoặc trong hầm chứa của mình, bất cứ nơi nào quý vị để thức ăn. Những thứ mà quý vị không cần tủ lạnh, như gạo, mì khô và các loại đậu, đậu khô, hoặc đậu đóng hộp, đồ hộp và đậu khô, quý vị để dành một số cho chính mình trong trường hợp thật sự khẩn cấp xảy ra. Tôi hy vọng là không. Tôi hy vọng là không. Hãy cầu nguyện rằng bất cứ gì tôi nói với quý vị là sai. Nhưng cứ chuẩn bị để phòng khi, ai biết được. Dạ, thế sư phụ. Bây giờ hãy chuẩn bị lương thực và chuẩn bị thứ gì đó cho trường hợp khẩn cấp, làm ấm căn nhà, kiếm trên Internet để tìm hiểu nhiều thứ mà quý vị có thể sống sót trong trường hợp khẩn cấp. Dạ, thế sư phụ. Trường hợp bom nguyên tử hoặc bom hạt nhân phát nổ ở đâu đó, dù không quá gần quý vị, thì dĩ nhiên, nhất là nếu gần quý vị thì đừng có ra ngoài. Đừng đi ra ngoài, càng lâu càng tốt.
Dĩ nhiên, tùy vào nơi quý vị đang ở, hãy ở trong nhà. Ăn bất cứ gì quý vị có trong tủ thức ăn, vậy an toàn hơn. Đừng cố đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn, hoặc lấy những thứ từ các ruộng nông nghiệp. Chúng bị ô nhiễm và quý vị sẽ hít thở, không khí bị ô nhiễm. Hãy ở yên trong nhà, nếu có thể, hoặc bất cứ nơi nào bên trong, ở yên đó. Dạ hiểu thưa sư phụ. Dạ vâng thưa sư phụ. Có một thứ cũng được gọi là thuốc chống phóng xạ, không biết hiệu quả thế nào, nhưng quý vị dùng thử xem có tốt không. Sau đó quý vị cũng có thể chuẩn bị để có một số ở nhà phòng khi. Dạ, nhưng nếu vũ khí hạt nhân phát nổ trong bán kính 50 km gần nơi quý vị sống, thì quý vị không được ăn gì ngoài đồng ruộng tối thiểu nhiều tuần hoặc là nhiều tháng, vì nó sẽ bị ô nhiễm bởi bức xạ của bom nguyên tử hoặc là bom hạt nhân. Dạ hiểu thưa sư phụ. Dạ. Biết phải làm gì trong giờ đầu tiên của một cuộc tấn công hạt nhân có thể là sự khác biệt đáng kể giữa sống và chết. Một quả bom nguyên tử phá hủy hoặc gây thương tích theo ba cách: bằng sức nổ, sức nóng và phóng xạ. Vậy thì, đây là những vũ khí của bom nguyên tử mà chúng ta phải bảo vệ chống lại hiểm nguy. Theo Jeff Legamit, Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống thảm họa quốc gia, nếu bạn nhìn thấy tia lóe hạt nhân, điều đầu tiên cần làm là nấp đằng sau một vật cản để phòng sóng xung kích ập đến. Hãy ghi nhớ, sóng xung kích di chuyển với tốc độ hàng trăm km một giờ, nên bạn sẽ không có nhiều thời gian để tìm chỗ ẩn nấp. Chuyên gia an toàn bức xạ khuyên bạn nên trú ẩn sau một thứ gì đó có cấu trúc vững chắc. Khi tôi nghĩ về việc phải đi đâu để tránh khỏi các tác động tức thời, và đặc biệt là tránh sóng nổ, tôi nghĩ đến những điều tương tự mà chúng ta làm đối với lốc xoáy. Hãy ở một nơi mà nếu có một chấn động mạnh, mọi thứ sẽ không đổ ập vào bạn. Nếu bạn xoay sở để sống sót sau đợt sóng xung kích, thật đáng buồn là sự việc không dễ hơn nhiều lắm. Bây giờ là cuộc chạy đua thực sự với thời gian. Bạn sẽ có chút thời gian để hành động, hầu giữ an toàn cho bạn và gia đình. Điều quan trọng nhất vào bên trong và ở bên trong, và hãy chờ đó. Khả năng là bạn sẽ có khoảng từ 10 đến 20 phút để tìm nơi trú ẩn. Trước hết, đừng ở trong xe của bạn. Cửa kim loại và cửa sổ kính sẽ quá mỏng để bảo vệ bạn tránh khỏi bức xạ gamma. Nhà di động cũng không cung cấp nơi trú ẩn thích hợp, mà hãy cố gắng tìm một tầng hầm hoặc một tòa nhà nhiều tầng lớn hơn. Hãy nhớ yếu tố then chốt là càng nhiều lớp dày ngăn cách bạn và bụi phóng xạ. Đây là đang nói về bê tông hoặc gạch, cho nên những tòa nhà dọc trời bằng kính đẹp mắt hoặc tòa nhà được xây bằng gỗ và thạch cao không phải là lựa chọn tốt nhất của bạn. Nếu bạn đang trong một thành phố có hệ thống tàu điện ngầm, thì đi sâu vào bên trong cũng sẽ mang lại mức độ bảo vệ khá tốt. Giả sử bạn đã vào được bên trong một nơi nào đó trên mặt đất hoặc tránh các tầng trên cùng, tất cả bụi phóng xạ sẽ đọng lại trên mái nhà. Và mục đích chủ yếu của việc đi vào bên trong là tránh xa càng tốt những hạt bụi phiền toái đó, đang phát ra mức bức xạ gamma nguy hiểm có thể dẫn đến ngộ độc phóng xạ. Thay vào đó, hãy đi đến trung tâm của tòa nhà. Nếu có thời gian để đóng những chỗ mà bụi phóng xạ có thể xâm nhập, cửa ra vào, lò sưởi, máy điều hòa không khí, cửa sổ, thì hãy làm điều đó. Bây giờ hãy xem xét một tình huống hơi khác mà mọi thứ không diễn ra suôn sẻ như vậy. Lần này chúng ta bỏ xe và chạy nhanh đến tòa nhà trông có vẻ kiên cố gần đó, gần nhất, nhưng bụi phóng xạ có thể đang bắt đầu đổ xuống xung quanh bạn. Nếu bạn nghĩ vậy, điều tốt nhất là bạn nên làm dùng dẻ bịt mũi và miệng và nhắm mắt lại. Đi loạn choạng như vậy sẽ không dễ dàng. Vì vậy, trong ví dụ này mất 15 phút để thực sự vào được bên trong. Có bất kỳ bụi phóng xạ nào rơi vào bạn không? Nó có trong tóc của bạn hoặc trên quần áo của bạn không? Có thể có. Điều đó có nghĩa là bạn có nguy cơ bị nhiễm độc phóng xạ. Cẩn thận cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài của bạn. Điều này có thể loại bỏ 90% chất phóng xạ. Đặt nó trong một túi nhựa và để nó một nơi thật xa. Hãy thong thả. Lau đồ đạc quần áo của bạn thật nhanh có thể làm bay hết bụi phóng xạ, và điều đó sẽ không giúp ích chai cả. Tắm bằng vòi sen cũng khá tiện dụng. Dù gì đi nữa, cũng phải dùng một ít xà phòng và dầu gội đầu để gội sạch. Nhưng tránh dùng dầu xả tóc. Nó sẽ làm cho các hạt phóng xạ dính vào tóc của bạn chặt hơn. Ví dụ không có vòi sen thì hãy rửa mặt, tay và bộ phận cơ thể nào không được che chắn bằng bồn rửa, khăn ẩm hoặc khăn ướt. Một lần nữa, điều quan trọng là dùng thật nhiều nước và làm thật từ tốn và cẩn thận. Điều tệ nhất là bạn gãi và để bụi phóng xạ xâm nhập vào da bạn. Tới giờ, rất có thể một tiếng đã trôi qua, điều đó có nghĩa là bụi phóng xạ bên ngoài
đã bị phân hủy 50%. Trong vòng 24 tiếng đầu tiên, nó sẽ tiêu hao 80% năng lượng, sau 2 tuần thì tiêu hao lên 99%. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu ban đầu bức xạ đủ cao thì 1% đó vẫn có thể nguy hiểm. Vậy hay ở trong nhà, càng lâu càng tốt, sẽ giúp bạn giảm nguy cơ của bị nhiễm phóng xạ. Nếu quý vị có trang trại nào hoặc mảnh đất nào xung quanh khu vườn của mình, thì hãy luôn sử dụng nó một cách tối đa để trồng rau củ. Và nếu quý vị không có, thì có lẽ quý vị chịu khó ở chật chội và giữ một phòng trống. Và trong căn phòng đó, quý vị trồng rau. Không nhất thiết phải là rau gì trọng đại. Trồng bất cứ rau gì mà quý vị ăn, hầu hết rau củ, ví dụ ngay cả bắp cải. Nếu quý vị bóc hết lớp lá, ở giữa sẽ còn lỗi. Nếu không khoét sâu vào lõi làm hỏng nó, thì quý vị cứ cắm xuống đất và tưới nước là nó sẽ mọc. Dạ, thưa sư phụ, tôi hứa nó sẽ mọc. Dạ, trước đây tôi từng làm như vậy. Thật sự nó có mọc, và ngay cả cây bạc hà, quý vị ngắt bớt lá đi và chỉ còn lại phần thân. Quý vị trồng nó, nhánh nhỏ, cắm xuống đất và nó sẽ mọc lại. Và các loại rau như cải ngọt và những thứ tương tự, quý vị chỉ cần cắt lá và để lại phần cuốn của cải ngọt hoặc rau khoảng 2-3 inch, 5-7 cm, rồi trồng lại. Nó sẽ mọc ra như mới và lõi bông cải xanh, mọi thứ. Trước đây tôi đã làm vậy rồi. Dạ, thưa sư phụ, tôi nghĩ có lẽ tôi có vài tấm hình ở đâu đó. Chúng mọc từ đó. Chúng mọc lại như mới rất là mau. Dạ, dạ hiểu thưa sư phụ. Nó thật sự mọc. Và quý vị có thể mua nhiều hạt giống, nhiều đậu và hãy bắt đầu trồng rau đi. Ý tôi là những hạt đậu, chúng có thể nảy mầm. Và ngay cả trong trường hợp thiếu hụt, giá đỗ và đậu khô cũng đủ cho quý vị ăn và sống sót. Dạ hiểu, dạ thưa sư phụ. Đậu và hạt không bị hư nhanh cho lắm. Quý vị luôn có thể tiếp tục trồng và ăn chúng, thay vì đi ra ngoài mua rau. Bởi vì trong những lúc khẩn cấp, có thể không có cửa hàng, không có rau để quý vị mua. Và dự trữ một ít nước trong các thùng chứa, ga lông, hoặc thứ gì đó, tất cả sẵn sàng. Và trong trường hợp khẩn cấp, chỉ đi giữ chúng để uống, không tắm rửa hay gì cả. Có lẽ chỉ đánh răng, chứ không có tắm. Có lẽ chỉ cần dùng khăn ướt để lau cơ thể khi nào cần thiết, chứ không cần phải mỗi ngày. Dạ, dạ hiểu thưa sư phụ. Trong Phật giáo, các nhà sư tắm 2 tuần một lần. Tôi cũng làm vậy, không sao cả. Ngày nay vẫn ổn. Dĩ nhiên nếu tôi phải đi ra ngoài giảng pháp, thì tôi phải làm cho mình sạch sẽ hơn. Nhưng tôi cảm thấy sạch sẽ theo cách tôi đang làm. Và quý vị không cần phải ăn ngày 3 bữa. Nếu quý vị không làm việc nặng nhọc, không đi ra ngoài hay bất cứ gì, bình thường chỉ ăn 1 bữa là đủ. Quý vị chỉ cần ăn cho đến khi cảm thấy vui và thực sự chỉ cần vậy thôi. Dạ. Và nếu quý vị không có tiền để tích trữ nhiều thực phẩm và những thứ ưa thích, thì quý vị chỉ cần mua gạo lứt và mè đã rang sẵn, hoặc mè sống cũng được. Sau đó quý vị tự rang nếu có thể. Nếu không thì chỉ cần mua mè rang rồi ăn với gạo lứt và muối. Lưu trữ một số thứ này, nó sẽ giữ được rất lâu. Dạ thưa sư phụ, nhưng gạo lứt không để được lâu như gạo trắng. Nên quý vị phải mua cả hai. Vậy quý vị ăn cơm gạo lứt trước, rồi đến gạo trắng quý vị ăn sau. Dạ hiểu, dạ vâng thưa sư phụ. Giữ mè và đậu phộng. Những thứ đó có rất nhiều chất đạm. Dù không thể nấu bất cứ gì, quý vị có thể ăn chúng với cơm. Dạ. Và rồi quý vị sẽ có đủ dinh dưỡng để sống sót. Dạ, thưa sư phụ. Tôi đã làm như thế, ít nhất là 3 tháng. Khi chưa có những người gọi là đệ tử, tôi đi bế quan. Như mọi người xuất gia nên làm mỗi năm, 3 tháng hoặc mùa mưa. Và tôi chỉ ăn gạo lứt, mè và chút muối. Lúc đó tôi có thể mua được một chai nước tương và cho một chút vào để có mùi vị. Còn không thì chỉ cần gạo lứt, mè và muối là đủ rồi. Dạ hiểu thưa sư phụ. Hãy tìm trên mạng Internet để học từ những người khác cách họ trồng rau trong nhà, trong bất kỳ phòng nào. Thậm chí bằng xô, thậm chí bằng túi nhựa hoặc bất kỳ túi nào bỏ đi.
bất cứ thứ gì họ trồng trong đó, cách họ trồng và cách họ thu hoạch và sử dụng, hoặc trồng ngoài ban công, trồng ngay cả trong phòng tắm lớn. Trước đây tôi đã trồng giá đậu nành trong phòng tắm của mình. Hay quá! Tôi bảo quý vị những điều này cũng là từ kinh nghiệm của riêng tôi. Quý vị có thể trồng bất cứ gì trong nhà và để chúng bên cạnh bệ cửa sổ, hoặc trên bệ cửa sổ, hoặc cạnh cửa sổ, hoặc để trống một phòng, hoặc cũng để chúng trong phòng khách của mình, vừa là cây trồng và cũng vừa là cây trang trí. Không nhất thiết phải trồng loại cây nào khác, vì có thể trồng rau làm thực vật trang trí để sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp. Dạ, hiểu thưa sư phụ. Nếu không có gì khác để mua, hoặc là không thể có tiền, hoặc không có ai nhận tiền bạc gì nữa, thì chỉ cần tiếp tục trồng rau. Dù không có trường hợp khẩn cấp, quý vị vẫn có thể ăn chúng. Dù sao quý vị cũng cần rau hàng ngày, quý vị phải đi đến siêu thị để mua. Và ngày nay, thực phẩm ngày càng ít đi và ngày càng đắt đỏ. Quý vị có thể trồng rau dễ dàng, rất dễ dàng. Thực vật chỉ cần đất thôi. Bất kỳ loại đất nào từ vườn hoặc quý vị mua từ tiệm và trộn với một ít đất trong vườn của mình hoặc một ít cát. Và nếu quý vị có vườn, có cây cối, thì quý vị có thể sử dụng lá cây để làm phân ủ. Và bất cứ thứ gì, như khi cắt cỏ, quý vị chỉ cần cho cỏ vào thùng ủ cùng với lá cây, thêm đất và một số thứ, là nó sẽ rất tuyệt vời rồi. Tôi không có tất cả sự xa xỉ đó. Tôi không có. Nên trước đây, trong lúc trồng, tôi chỉ bón lá trà thôi. Những túi trà mà quý vị uống, quý vị bỏ túi lọc vào tách để pha trà và cái túi vẫn còn đó. Quý vị lấy túi ra và sau đó cho túi vào cây của mình. Con hiểu rồi. Chúng lớn nhanh như thổi. Thật sự, chúng ta không cần nhiều thứ trong đời. Nếu không có gì để ăn, hay chắc chắn là quý vị có gạo lứt, mè và muối, thì quý vị sẽ sống sót. Và nước. Thưa sư phụ, xin cảm ơn sư phụ. Và bảo đảm là quý vị giữ một số bộ nước lọc để phòng khi trường hợp nước bị ô nhiễm hoặc bẩn, quý vị có thể lọc nước và nấu nước hoặc uống trực tiếp, không cần đun, tùy theo. Dạ, hiểu thế sư phụ. Nhưng tôi luôn đun nước, dù đã được lọc. Như thế tôi cảm thấy an toàn hơn, cảm thấy tốt hơn. Vì nên mua đồ đóng hộp để không cần nấu nướng trong trường hợp không có điện, ga hay phương tiện nấu nướng nào. Và chuẩn bị cho mọi tình huống. Quý vị thậm chí phải huấn luyện thú cưng của mình để làm công chuyện của họ trong nhà, nơi nào đó trong phòng tắm, hoặc là một mảnh cỏ nhân tạo nào đó, hoặc là bất cứ thứ gì mà họ sẽ đi cầu, đi tiểu vào trong đó. Bởi vì trong trường hợp xảy ra vụ nổ hạt nhân hoặc là nguyên tử, những người thân thú cưng không thể ra ngoài vì họ sẽ mang theo bức xạ độc hại vào nhà. Khi họ quay trở vào, sẽ không tốt cho tất cả quý vị, gồm cả người thân thú cưng. Có rất nhiều việc chúng ta phải làm nếu muốn sống sót trong bất cứ trường hợp nào trong cuộc chiến ma quỷ ác độc giữa con người với nhau. Chúng ta không chỉ phải đối phó với những con người hiếu chiến, mà chúng ta thậm chí còn phải đối phó với lực ma quỷ mà bắt buộc phải đến giết và tiêu diệt và xóa sổ nhân loại. Một số ác quỷ hàng đầu mà tôi đã đài xuống địa ngục, giờ chúng được phép quay lại. Ôi trời! Tôi không biết làm sao để thắng trong tình huống này, bởi vì chúng ta phải có sự hợp tác của con người, cũng như phải mạnh mẽ hơn để đánh bại tất cả các lực lượng phủ định này. Bây giờ chúng ở khắp nơi. Chúng đang cám dỗ và làm ô nhiễm con người, và chúng đang đầu độc não bộ, tâm trí và cơ thể con người. Thành ra quý vị mới thấy tất cả các loại thảm họa hầu như đến cùng một lúc, nhưng thậm chí sẽ còn tồi tệ hơn. Chúng sẽ cùng đến nhiều hơn cùng một lúc, đủ loại thiên tai.
bệnh tật và tất cả những thứ đó, đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Ôi chao! Và để chiến thắng cuộc chiến nghiệp báo này, chúng ta cũng cần sự hợp tác của con người để thiên địa hợp nhất. Dạ hiểu thưa sư phụ. Thì chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để có thể tạo hòa bình, để tạo hài hòa và an toàn cho tất cả con người và tất cả những người có thân khác trên địa cầu này. Tôi cảm thấy rất rất nản lòng và rất cô đơn, cho dù có sự giúp đỡ của thiên đàng. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy cô đơn nếu không có sự hợp tác của cư dân địa cầu. Tôi hy vọng mọi người hiểu những gì tôi đang nói. Dạ, chúng con hy vọng vậy. Đoàn kết thì chúng ta sống, vì đây là về thế giới, về người địa cầu và về những người thân động vật đang sống ở đây. Người thân động vật hợp tác với chúng tôi, nhưng con người không hoàn toàn, không nhiều lắm vào lúc này. Vì vậy, mặc dù các thiên đàng đã an ủi và nói với tôi, đừng mất hy vọng cứu địa cầu của Ngài. Thành thật mà nói, vào lúc này tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể chiến thắng. Hãy cầu nguyện. Bất cứ ai có thể, xin vui lòng. Chúng ta cần cả nhân loại đứng lên, hỗ trợ chúng ta trong thời điểm khó khăn này. Tôi không biết, tôi không khóc nổi nữa. Sau đó, tôi nói, bất cứ gì xảy ra, sẽ xảy ra. Linh hồn sẽ không bao giờ chết. Chỉ là linh hồn con người hoặc linh hồn người thân động vật vẫn còn bị mắc kẹt trong nhiều lớp của cái gọi là thân thể. Vì vậy, dù thân thể vật chất đã biến mất, linh thể vẫn còn đó và vẫn sẽ bị trừng phạt trong địa ngục một cách khủng khiếp. Quý vị không thể tưởng tượng hình phạt ở đó đâu, bất cứ ai mà phải xuống địa ngục. Nhưng ôi trời ơi, nhưng họ không biết điều đó, đó mới là vấn đề. Họ quá mù quáng, bị bịt mắt kính, đến nỗi họ không biết đến thiên đàng, họ không biết địa ngục, và làm bất cứ điều gì, không nghĩ đến hậu quả. Trái tim tôi không thể tiếp tục chịu đựng tất cả điều này. Vì nếu nhân loại bị tiêu diệt hàng loạt cùng một lúc, thì rất khó cứu giúp linh hồn họ. Thiên đàng nói rằng nhân loại sẽ bị xóa sổ. Lời của thiên đàng không phải lời của tôi. Xóa sổ 72%. Trời ơi! Ý tôi là một phần nửa đầu và một phần nửa sau sẽ tới. Và thế là hết. Vĩnh biệt địa cầu năm 2047. Tất cả sẽ biến mất. Không phải về chuyện ra đi. Quý vị, những đồng tu sẽ lên thiên đàng, nhưng những người khác sẽ chịu đau khổ bất tận dưới địa ngục. Trời ơi! Ôi, tôi cầu nguyện nhiều lắm, nhưng tôi không biết liệu có giúp được gì nữa không. Tình huống giống như khi bác sĩ, y tá muốn giúp bệnh nhân, nhưng bệnh nhân không làm bất cứ điều gì mà họ phải làm để khỏi bệnh. Người bệnh cũng phải hợp tác với các nhân viên y tế mới được khỏe mạnh. Họ phải uống thuốc theo đơn, phải tin tưởng vào bác sĩ, phải sẵn sàng hợp tác, phải cùng các bác sĩ chiến đấu để đánh bại căn bệnh đang tàn phá cơ thể mình. Chúng tôi không có nhiều sự hợp tác từ con người thế gian. Người thân động vật không thể làm được gì nhiều, nhưng người thế gian có thể. Họ được ban cho tất cả khả năng.
trí thông minh và công cụ để tạo hòa bình giữa họ với nhau và với những đồng cư, người thân động vật. Nhưng họ lại không làm điều đó. Họ không làm. Một số có, nhưng tỷ lệ phần trăm là quá thấp. Chỉ cần uống thuốc, nghĩa là chỉ cần ăn thuần chay, trời ơi. Thậm chí không phải về Thượng Đế hay là về tâm linh, khoa học đã chứng minh rằng thuần chay sẽ cứu quý vị, cứu sinh mạng của quý vị, cứu những người thân yêu của quý vị và cứu địa cầu của quý vị. Xin hãy ăn thuần chay, sám hối, tạo hòa bình và làm việc thiện. Vậy hãy tiết kiệm bất cứ gì có thể và càng tự lập càng tốt. Bởi vì quý vị có thể cần phải ở trong tình thế đó với tinh thần tự trồng, tự gặt hái, tự lo cho bản thân để có thể sống sót. Trong một số trường hợp trên thế giới, người ta quá điên loạn. Quý vị có thể tưởng tượng là có một người điên loạn như vậy ở Điện Kremlin và trong toàn bộ quốc gia có rất nhiều quân nhân, rất nhiều người mạnh mẽ, thế mà họ thậm chí không thể đánh bại một kẻ điên loạn và cứ đi theo ông ta và chết hàng trăm ngàn người ở một vùng đất xa lạ, ở Ukraine chẳng hạn. Dạ, thưa sư phụ, đó là cách mọi việc diễn ra, cũng như Hitler, cả một quốc gia đi theo ông ta cho đến khi ông ta thất thủ. Dạ. Vì vậy, điều gì cũng có thể xảy ra ở thế giới điên đảo này bởi vì nghiệp. Vậy, hãy sẵn sàng, chuẩn bị để lỡ tôi cũng thất bại. Ý tôi là lỡ nhóm chúng tôi, nhóm thiên đàng thất bại vì nghiệp quá lớn. Dạ hiểu, thưa sư phụ, nhưng vị thiên đàng cũng đã nói với tôi, đừng mất hy vọng cứu thế giới của Ngài. Nên tôi vẫn giữ niềm hy vọng đó, dù yếu ớt như ngọn lửa nhỏ, nhưng có thể lan thành ngọn lửa lớn. Ví dụ, quý vị chỉ có một ngọn nến nhỏ, nhưng nếu có củi, lá cây và mấy thứ khô, những thứ có thể cháy trong vườn, thì quý vị có thể dùng cây nến đó để đốt thành ngọn lửa lớn. Nên tôi giữ ngọn lửa đó. Quý vị và đồng tu cũng nên như vậy. Chúng ta không nhiều bằng cả thế giới, nhưng chúng ta phải cố gắng. Chúng ta phải có niềm tin nơi Thượng Đế, vào công lý và vào sự thuần khiết, thiện lành của chính mình và vào tình thương vô điều kiện của mình đối với loài người và những loài khác, những chúng sinh khác trên địa cầu. Chúng ta cầu nguyện và chúng ta thiền càng nhiều càng tốt. Dạ, thế sư phụ, dạ. Không gì quan trọng bằng thiền định và sự cầu nguyện của quý vị. Nhất là thời buổi này, mọi người nên nhớ điều đó. Thời gian của quý vị rất quý báu hơn bao giờ hết. Xin đừng sao lãng bổn phận của mình, như cầu nguyện cho thế giới, thiền định cho chính mình và cho cả thế giới nữa. Chúng ta chia sẻ công đức, phước lành của thiền định mà Thượng Đế ban qua chúng ta. Nên bất cứ gì chúng ta làm về tâm linh, chân thành sẽ giúp ích cho thế giới. Ý tôi là có lẽ không phải toàn thế giới. Đây là thời điểm thanh tẩy thật sự. Đáng lẽ là thời hoàng kim, nhưng không có nhiều người xứng đáng sống trong đó. Nên đó là tại sao thế giới có thể bị hủy diệt, thế giới đang xóa sạch toàn bộ nhân loại. Thiên đàng nói với tôi vậy đó. Cháu ơi, dù sao, tôi hy vọng là tôi sai. Ngoài ra tôi hy vọng chúng ta sẽ thắng. Con người có lực lượng khẳng định sẽ thắng với phước lành của Thượng Đế, ân điển và thương xót của Thượng Đế. Dạ, Thế Sư Phụ. Amen. Hãy cầu nguyện cho điều đó. Dạ, Thế Sư Phụ, chúng con sẽ cầu nguyện như vậy. Xin cảm ơn Sư Phụ. Chúng con sẽ chiến đấu đến cùng với Sư Phụ. Đúng, điều quý vị đang làm cũng là chiến đấu mà không có vũ khí. Chúng ta không cần vũ khí nào cả. Chúng ta không muốn vũ khí nào cả. Thế giới, họ tiêu phí điên cuồng hàng tỷ, hàng nghìn tỷ đô la suốt thời gian qua chỉ để chế tạo vũ khí giết người, thay vì dùng nó để nâng cao con người, để giúp người nghèo và người thiếu thốn. Biết bao nhiêu người sẽ được lợi ích từ tiền đó,
nếu chiến tranh không bao giờ xảy ra, nếu tất cả vũ khí này không bao giờ được sản xuất để tất cả số tiền đó được đưa đến tay người nghèo, rồi chúng ta sẽ không bao giờ có bất kỳ nạn đói nào trên thế giới này ngay từ đầu. Dạ đúng, dạ thưa sư phụ. Nhưng họ có nghèo đói, trời ơi, bất kỳ quốc gia nào, ngay cả quốc gia giàu có nhất, cũng có người vô gia cư và cơ cực nghèo đói. Nhưng họ tiêu phí hàng tỷ và thậm chí hàng nghìn tỷ đô la chỉ để tiếp tục chế tạo những vũ khí giết người, hủy diệt này. Tại sao vậy? Thế giới của chúng ta thật mỹ miều, chúng ta không cần gì cả. Ngoài trừ bất cứ gì Thượng Đế đã ban cho rồi, chúng ta có đủ cho tất cả mọi người. Tại sao cứ giết người? Tại sao lại đánh nhau? Vậy chắc hẳn họ bị điên hoặc bị ma quỷ nhập. Dạ, thưa sư phụ, là như thế đó. Không có nghĩa lý gì cả. Có không? Dạ không, thưa sư phụ, không có nghĩa lý gì cả. Không ai có thể tin rằng bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi mà vẫn đánh nhau, vẫn giết chóc, không hối hận, không ăn năn, không thương tiếc, không gì cả. Họ không có trái tim, họ không có tình thương, họ chỉ có ma quỷ bên trong họ. Đó là tại sao họ có thể làm điều đó. Chứ còn gì khác nữa? Quý vị giải thích cho tôi được không? Được không? Dạ không, thưa sư phụ. Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng. Dạ, thưa sư phụ. À, một điều nữa tôi muốn nói, dù chỉ với các đệ tử hoặc bất cứ ai lắng nghe, xin đừng bận tâm, đừng quan tâm. Chỉ cần có đức hạnh, làm người tốt, thì cho dù có chết, cũng chỉ là thay đổi bộ quần áo. Nhưng nếu quý vị không đức hạnh, không có lương tâm, không có đạo đức, thì quý vị nên lo lắng, bởi vì địa ngục sẽ chờ đợi quý vị để tẩy rửa quý vị, và có thể mất hàng thập kỷ dài lâu, lâu vô cùng, hoặc thậm chí một thiên niên kỷ. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng quý vị xứng đáng với ân điển, thương xót, quan tâm và yêu thương của thiên đàng. Chúng ta chỉ nên lo lắng vậy thôi. Cho nên, dù có chết cũng chỉ là thay áo mà thôi, quý vị sẽ không sao. Linh hồn sẽ không bao giờ chết, chỉ có thân thể thay đổi. Nên đừng có quá sợ hãi. Dạ, thưa sư phụ, cứ sống như bình thường, cứ khẩn thiết cầu nguyện, thiền định và giúp tha nhân hơn. Quý vị chỉ có thể làm thế thôi, vào thời điểm này trong lịch sử của chúng ta. Dạ hiểu, thưa sư phụ, dạ hiểu. Đừng quá lo lắng. Tất cả điều này có thể thay đổi. Chúng tôi đang làm việc về điều đó. Chúng tôi đang làm việc về điều đó. Thiên đàng và bản thân tôi, khiêm tốn của tôi, làm những gì có thể để năm 2027 đến năm 2031 này không xảy ra theo cách mà nó sẽ xảy ra. Dạ hiểu, thưa sư phụ. Xin cảm ơn sư phụ. Và nếu nó xảy ra thì nó xảy ra. Linh hồn của chúng ta dù sao cũng không bao giờ chết. Nhất là với đồng tu, quý vị sẽ được giải thoát, sẽ lên cõi Timutu và quý vị sẽ hạnh phúc. Xin cảm ơn sư phụ. Cho dù quý vị chưa đủ cao để lên đến đó, quý vị có thể đến một thiên đàng thấp hơn nào đó, rồi từ từ đi lên. Những người đã thọ tâm ấn, đệ tử của tôi. Tôi không biết về đệ tử của những người khác. Tôi chỉ có thể hứa rằng đệ tử của tôi có thể đi lên cõi Timutu, chỉ sớm hay muộn thôi. Cảm ơn sư phụ. Còn câu hỏi hay lời bình nào khác không? Bất cứ điều gì. Xin cảm ơn sư phụ đã chia sẻ. Chúng con hy vọng là sự kiện kinh hoàng này sẽ không xảy ra. Các lực lượng khẳng định sẽ thắng, sư phụ sẽ thắng và nhân loại sẽ sống sót. Chúng con xin sát cánh cùng sư phụ để chiến thắng. Thượng Đế gia trì quý vị. Tôi cảm ơn quý vị đã làm việc siêng năng vì mục đích cao thượng. Xin cảm ơn sư phụ. Chúng con thương sư phụ. Đây là những gì chúng ta có thể làm để giúp tha nhân và chính mình, người thân, thế hệ của chúng ta. Bất cứ ai mà chúng ta có thể. Xin Thượng Đế gia trì. Amen. Hẹn lần sau nhé, các cưng. Xin cảm ơn sư phụ. Chúng con thương sư phụ. Xin sư phụ bảo trọng. Mọi thông tin liên quan đến bằng chứng khoa học về biến đổi khí hậu và giải pháp cho vấn đề có trong sách của Thanh Hải và Thượng Sư, Từ Khủng hoảng đến Hòa bình, tải về miễn phí tại resisthighfeast.org. Chúng con xin chân thành cảm ơn
Sư phụ từ bi nhất, vì ánh sáng giảng đường vĩnh hằng của Ngài trên hành trình trần thế của chúng con và xa hơn nữa. Tình thương và lòng nhân từ của Ngài thật sự bao bọc và bảo vệ tất cả chúng sinh trong những thời điểm đặc biệt này. Mong tất cả chúng ta nhận ra rằng mình phụ thuộc vào lòng thương xót của Thiên Đàng và tỏ lòng biết ơn đối với muôn vàng phước lành của Thượng Đế trong đời thường nhật của chúng ta. Chúng ta hãy thừa nhận lực lượng khổng lồ trong ý chí tự do của mình để chuyển sang ăn thuần chay, sám hối và làm việc thiện ngay bây giờ, vì lợi ích của một thế giới tươi sáng hơn, tràn đầy với sự hòa hợp, từ bi và thiền tâm. Kính chúc Sư phụ trân quý, khỏe mạnh, bình yên và an toàn với sự giúp đỡ, yêu thương của tất cả các vị bảo hộ quy quản. Để xem phát sóng toàn bộ của buổi hội thảo này bao gồm câu chuyện về bữa ăn thuần chay đơn giản hàng ngày của một người tập khí công rất mạnh ở Đài Loan Formosa. Xin mời đón xem vào thứ Hai, ngày 6 tháng 3 năm 2023, trong tiết mục giữa thầy và trò.